Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Head Honda Vĩnh Hòa số 1 ở thị trấn Phú Lộc nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đến đây để mình cập nhật giá tất cả những dòng xe Honda đang có mặt tại Head, từ xe số, xe tay ga, rồi xe mô tô luôn. Dòng xe Winner thì các bạn cho phép mình được làm một clip riêng nha, vì có nhiều bạn rất là quan tâm dòng xe này, cho nên là mình sẽ không báo giá dòng xe Winner trong video này nữa. Mình sẽ dành video này báo giá với dòng xe số, xe tay ga này ha. Và đặc biệt ngày 17 tháng 1 năm 2022 này, Head có sale dòng xe AB này giá cực tốt luôn, chỉ duy nhất một ngày nha các bạn. Và ngay hôm nay sau khi xem video này, các bạn có thể đến mình đặt cọc trước vẫn được. Và cái giá sale này chỉ ưu tiên dành cho những bạn có hộ khẩu trong tỉnh Sóc Trăng thôi ha, dòng xe AB đó các bạn. Ngoài ra với 4 dòng xe, 2 dòng xe số là Wayanfa nè và xe Blade, thì sẽ được Honda khuyến mãi nữa, kèm với 2 dòng xe tay ga là xe AB và xe Vision cũng được khuyến mãi luôn ở trong tháng Giêng này. Chỉ duy nhất tháng Giêng này thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với giá xe trước đi. Tất cả xe mình báo là đã bao gồm VAT rồi nha. Với dòng xe Wayanfa sẽ có giá là 19 triệu. 19 triệu đó các bạn. Còn chiếc Wayanfa mà phiên bản giới hạn này thì sẽ có giá là 19 triệu 500 ngàn. Cái giá này là chưa tính khuyến mãi nha. Chương trình khuyến mãi mình sẽ nói sau với các bạn ha. Còn với dòng Blade, với Blade căm đùm là 18 triệu nè. Blade căm đĩa là 19 triệu nè. Và Blade bánh mâm là 20 triệu 500 ngàn. Cái giá này đã giảm 500 ngàn so với hồi đầu năm mình báo. Đó, tức là cái hôm mà ngày 1 tháng 1 2022 đó các bạn. Blade ha. Còn với dòng xe số Way RX thì phiên bản bánh căm là 22 triệu, căm đĩa là 23 triệu và căm bánh mâm là 25 triệu. Cái giá này mình thấy là không có thay đổi. Đây là bản bánh mâm màu trắng đen ha. Đó. Còn với dòng xe Future á thì bản bánh căm và thắng đĩa này sẽ có giá là 33 triệu 800 ngàn. Cái giá này thì nó có nhỉnh lên chút xíu so với hôm trước mình báo ha. Còn những phiên bản còn lại á, thì cái giá nó tầm khoảng chừng là 35 triệu 3. Còn tùy màu nha các bạn. Cái này thì các bạn cứ đến Head mình tư vấn rõ ràng hơn nha. Vì bây giờ rất là nhiều màu luôn. Màu mới có, màu cũ có nữa ha. Và tầm 35 triệu, 35 triệu 3, 35 triệu 8. Cờ đó ha. Bây giờ mình đến dòng xe cuồng tay CBR nè các bạn. Thì CBR này á, giá hiện tại cho bản tiêu chuẩn á là 70 triệu 500 ngàn, bản cao cấp là 71 năm và bản thể thao này là 72. Cái này là bản thể thao nha, phiên bản HRC siêu đẹp luôn đó. Bây giờ mình sẽ đến với dòng xe tay ga đây các bạn, xe tay ga Vision ha. Xe Vision với phiên bản mà sử dụng chìa khóa cơ là bản tiêu chuẩn sẽ có giá là 33 triệu. Bản khoa bản cao cấp là 34 triệu, bản đặc biệt là 35 triệu và bản cái bản cá tính á, là 38 triệu nha. Cái này là bản đặc biệt nè. Đây là bản cá tính đó các bạn, màu xanh và màu đen ha. Đó. Vision này cũng có khuyến mãi nha, chút xíu mình sẽ nói sao cho các bạn. Như vậy thì cái giá này so ra nó cũng có nhỉnh lên một chút xíu so với hồi đầu năm mình báo là ngày 1 tháng 1 đó các bạn. Bây giờ mình đến với dòng xe Honda AB. Thì mình xin nhắc lần nữa nha, với dòng xe AB mà phiên bản tiêu chuẩn động cơ 125 á thì Head sẽ sale giá một cái ngày cực kỳ tốt luôn là ngày 17 tháng 1 năm 2022. Với dòng xe tiêu chuẩn, nếu các bạn mua những cái ngày thường á thì giá sẽ là 40 triệu 500 ngàn. Là bản tiêu chuẩn AB 125 nha. Mình ví dụ như cái màu xanh này là bản tiêu chuẩn, cũng là cái bản mà được sale giá ngày 17 tháng 1 đó các bạn. Nếu mà ngày thường mua là 40,5 triệu. Còn với bản đặc biệt là cái bản đen mờ, là phiên bản này sẽ có giá là 41 năm. Còn bản giới hạn màu xám á, là 42 năm. Bây giờ mình nói luôn cái ngày sale giá trước nè.
Nếu các bạn đặt cọc ngay bây giờ hoặc là đúng ngày 17 tháng 1 2022 các bạn ra mua xe thì sẽ còn cái giá rất là tốt luôn, là 39 triệu 500 ngàn. Đó, 39 triệu 500 ngàn này là mình vẫn chưa tính cái khuyến mãi của Honda đó các bạn. Vì nếu các bạn mua xe AB này mà trong thời gian tháng giêng này đó, Honda sẽ lì xì cho các bạn 1 triệu đồng. Nếu các bạn quay số mà không trúng thưởng hai chiếc xe Honda Wayanfa thì sẽ được thêm 1 triệu đồng nữa. Như vậy thì cái giá nó chỉ còn là 38 triệu 500 ngàn là các bạn có thể sở hữu dòng xe AB động cơ 125 cực kỳ đẹp này. Đó, quá tốt luôn phải không? Giá đang quá tốt luôn các bạn. Đây là cái màu đỏ nè. Hôm trước mình quay ở Vĩnh Hòa và đường Hùng Vương á, thì thiếu cái màu đỏ này, mình phải chèn hình vào. Hôm nay thì đã có đầy đủ màu đỏ luôn, màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn. Đang sale giá nha. Mình sẽ quay lại vấn đề khuyến mãi sau nha các bạn. Rồi với AB 150 phiên bản tiêu chuẩn á, là 53 triệu, phiên bản đặc biệt là 54 triệu. Đây là bản tiêu chuẩn đó các bạn. Đó, 150, bản đặc biệt là 54 triệu nè, và bản giới hạn màu xám sẽ là 55 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với dòng xe SH Mod. Bây giờ Honda đã đổi tên hầu như gần hết những phiên bản xe của mình, đổi tên tùm lum, cho nên là đôi khi mình báo giá mình có nói nhầm á, các bạn cũng vui lòng bỏ qua cho mình nha. SH Mod mà phiên bản tiêu chuẩn á, sẽ có giá là 63 triệu nè, rồi bản cao cấp là 72 triệu và bản đặc biệt là 73 triệu. Đó, mình sẽ đọc lại cái tên mới ha. Lúc trước nó là thời trang C, thời trang A, rồi bản cá tính. Bây giờ mình sẽ đổi lại thành tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với dòng xe SH cao. Với SH cao á, thì động cơ 125 á, sẽ có giá là 82 triệu 500 ngàn cho bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp là 90 triệu. Bản tiêu chuẩn các bạn sẽ hiểu nôm na là bản phanh CBS. Còn bản cao cấp là bản có phanh ABS đó các bạn. Chỉ có hai giá thôi. Còn với động cơ mà 150 á, thì sẽ có rất là nhiều mức giá. Tại vì Honda tiếp tục bổ sung thêm những màu sắc mới. Đó, và thêm cái bản thể thao nữa các bạn. Tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và thể thao. Nó ra 4 mức giá luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn mức giá nè. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn á, sẽ có giá là 101 triệu. Đó. Rồi bản cao cấp đặc biệt á, là 114 triệu. Rồi bản thể thao là cái bản màu xám, nước sơn bóng sẽ có giá là 119 triệu. Như vậy thì giá nó sẽ tầm khoảng chừng 114 cho đến 119 triệu cho bản có phanh ABS ha. Còn bản phanh C là 101 triệu nha. Cái giá này nó cũng có nhỉnh lên một chút xíu so với hồi đầu năm mình báo đó các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2022 nha. Video này nếu mà kịp thì mình đăng luôn hôm nay, không kịp thì mình đăng ngày mai, mình sẽ ghi là ngày 12 nha các bạn. Còn một dòng xe tay ga nữa là dòng xe tay ga LEED. Dòng xe LEED nha, Honda bây giờ cũng rất là nhiều phiên bản màu và rất là nhiều phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt, thể thao gì đó, quá nhiều luôn. Với dòng xe LEED này á, thì giá sẽ lần lượt là 38 triệu rưỡi, 41 triệu và 42 triệu. Đó. Dòng xe Ly đó các bạn. Thì chương trình khuyến mãi này là của Honda nha các bạn. Chỉ còn trong tháng giêng này thôi. Hết tháng giêng này là hết khuyến mãi cho dòng xe Wayanfa nè, Blade nè, Vision nè và AB. Khi các bạn mua xe, trong 4 dòng xe này các bạn sẽ được quay số trúng thưởng. Một giải đặc biệt á, là các bạn sẽ được một chiếc xe Wayanfa phiên bản này đây. Gồm có là 20 giải nha các bạn. Và có luôn chữ ký của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Là giải đặc biệt. Nếu các bạn không vào cái giải đặc biệt này á, thì các bạn sẽ đến với cái giải nhất là 2.000 chiếc xe Wayanfa bản thường là đây. Bản thường nữa các bạn. Tới 2.000 chiếc đó các bạn. Ha. Rồi nếu như các bạn không vào hai cái giải này thì với dòng xe số như là Blade nè và Wayanfa và dòng xe tay ga là Vision thì các bạn sẽ được lì xì là 500 ngàn. Đó, 500 ngàn nha các bạn. Cái giá nó vừa mình báo cho các bạn là chưa tính khuyến mãi là ở chỗ đó đó các bạn, 500 ngàn. Rồi nếu các bạn mua dòng xe AB thì được Honda ưu ái lì xì đến 1 triệu đồng. Bởi vậy nếu mà các bạn mua chiếc xe này
trong thời điểm này đặt cọc nè, và ngày 17 mình hãy lấy xe á, thì cái giá cuối cùng sau khi khuyến mãi của Honda và cửa hàng luôn là chỉ còn có 38.500.000 đó các bạn. Đó. Còn nếu các bạn đến mua một cái ngày bình thường, ví dụ như hôm nay các bạn xem video xong các bạn đến mua xe luôn á, lấy xe trong ngày thì không được giá đó nha. Chỉ sale duy nhất một ngày 17 tháng 1 2022 thôi. Mình lưu ý nha. Rồi, như vậy ha, mình sẽ xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào các bạn.